Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình mới đi làm về mọi người, xong mình nấu ăn luôn. Nấu nề gà xào sả ớt, ăn chung với cà tím sống. Và đây là bánh đó mọi người, hồi nãy mình đi ngoài đường nên thấy người ta bán mua đem về luôn. Đây, mời mọi người ăn chung nha. Mời mọi người ăn cơm chung với mình nha mọi người, mình ăn nha. Mình đem vô phòng ăn của mọi người, tại vì ở bên ngoài của mình á, người ta làm tàu điện á, nó ồn lắm, mình nói chuyện không có nghe. Mặc dù mình cố gắng nói lớn tiếng luôn mọi người mà nó cũng bị ồn không có nghe. Nên mình đem vô phòng ngồi ăn luôn. Chứ thường mình ăn có một mình mà nên cũng không sao, vô phòng ngồi ăn một mình luôn. Mình ở có một mình nè mọi người. Ăn một mình cái gì cũng một mình thôi á, buồn lắm. Thường á, mấy cái mề gà này mọi người ở bên đây người ta bán rẻ lắm, trong siêu thị á người ta bán một hộp á như vậy có 5 đồng. Mà mình thì mình thích ăn mấy cái gì mà liên quan tới mấy cái bộ lòng của mấy con vật á, gà hay vịt hay heo nữa, nên mình hay đi siêu thị mua cái này về xào sả ớt ăn cơm á, vừa rẻ mà vừa ngon, vừa rẻ mà vừa ngon mọi người. Nhiều lúc có mọi người ăn một mình buồn lắm luôn á, nhiều lúc nhớ nhà mọi người, nhớ Việt Nam. Có lúc ăn vậy nè, nhớ cha nhớ mẹ. Mà một mình buồn lắm luôn. Nhiều lúc mình ăn cơm á, mình muốn có bữa cơm gia đình đó mọi người, để đông đủ á, có cha có mẹ, có anh có chị em á, mà một năm thì chắc ăn được mấy lần á, chừng khi nào về Việt Nam á thì ăn chung chắc ăn được mấy lần, một năm gặp nhau mấy lần, mấy ngày chứ phải mấy lần. Có nhiều khi mấy năm luôn mọi người, có nhiều lúc á mấy năm, nhiều khi mấy năm mới gặp một lần. Ai mà đi nước ngoài làm á thì họ mới biết được cái cảm giác giống như mình giống vậy nè, một mình, cái gì cũng một mình hết á, ăn một mình, ngủ một mình, cái gì cũng một mình hết, nhiều lúc bệnh hoạn cái gì cũng một mình phải tự lo mà mọi người, chứ không có giống như mà mình ở chung với ba mẹ. Lúc trước hồi lúc nhỏ thì ở chung với ba mẹ cái gì ba mẹ cũng lo hết á, giờ lớn rồi đi làm xa xứ cái gì của mình hết, ăn một mình cái gì của mình hết, thì lúc nhớ nhà ghê luôn á.
Mình ăn ít lắm mọi người. Mình xào cái này nhiều quá, để sáng mai ăn luôn. Sáng mai ăn, mình bỏ tủ lạnh tới mai hâm lại ăn, đỡ phải nấu cho mất thời gian á. Ở đây mình nấu cái gì mình nấu một lần à, không phải bỏ tủ lạnh, không để nào ăn hâm lại. Nhiều khi không có thời gian. Mọi người mình nói chuyện có hơi nhỏ mọi người. Mình cố gắng nói lớn mà, nhưng mà cái giọng mình nó chỉ có nhiêu đó thôi à. Mình phải đem vô phòng nói chuyện luôn á, tại ngoài nó ồn quá. Ăn cái bánh. Mời mọi người ăn nha, ăn cái bánh. Mình thì mình thích ăn cái bánh này nè. Thích lắm, bánh trứng đó mọi người. Cái này để mai, sáng mai có thể ăn được. Bỏ vô cái lòng lò hâm cho nóng lại. Thơm thì ngon mọi người, bên trong có nhân đậu xanh đó. Ngon lắm. Mọi người ơi, mọi người đang xem kênh Emily Cuộc Sống Tại Malaysia, mọi người tặng cho mình một nút like với một nút đăng ký với nha, ủng hộ kênh mới đẻ của mình. Mình đi làm không mà không có thời gian quay, chỉ có những lúc mà mình về là nấu chút cơm vậy rồi quay thôi. Có gì mọi người tặng cho mình nút like với nút đăng ký nha, cái kênh mới đẻ của mình, kênh nhỏ xíu không chưa có được phát triển lắm đó. Có gì mọi người ủng hộ mình nha, đăng ký, có gì đăng ký ủng hộ mình với tặng cho mình một nút like nha. Còn bây giờ thì mình ăn xong rồi, mình đi rửa chén đây mọi người ơi, còn đi phơi đồ nữa, xong mình nghỉ ngơi, có gì mai còn đi làm nữa. Bye bye mọi người nha.